Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video clip trên kênh của Dòng Sự Kiện nha. Hôm nay là ngày đầu tháng tháng 10 thì hôm nay có một sự kiện khá đặc biệt là chị Hồng Loan sẽ cùng với bé Ken và bé Stin tham dự một cái sự kiện diễn ra tại đường sách Nguyễn Nhân Bình là tại thành quận nhất thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì khoảng tầm 9 giờ thì sẽ bắt đầu vào sự kiện. Thì để mình xin cập nhật một số thông tin sau khi mình lướt qua một số Facebook và một số kênh YouTube thì mình có một thấy một thông tin về anh hai Vũ Lân. Anh hai chia sẻ một số thông tin tại buổi cúng giỗ tổ ở phim trường. Thì bữa đó thì cũng rất là nhiều YouTuber và phóng viên, thì do phim trường nó cũng nhỏ, không có lớn nên không thể để tất cả các anh em YouTuber và phóng viên báo đài vào để tác nghiệp được, nên anh hai có mời một số tờ báo và được vào tác nghiệp. Thì mình có cập nhật một số thông tin về cuộc trao đổi giữa anh hai Vũ Lân với một số tờ báo chính thống nha. Thì trong đoạn clip chia sẻ thì anh hai Vũ Lân chia sẻ rất là rành mạch về những chuyện mà liên quan đến gia đình của Hồng Loan, lý do vì sao yêu thương Hồng Loan, rồi sự nghiệp của Hồng Loan sẽ diễn biến như thế nào sau drama này, và con đường nghệ thuật của Hồng Loan có tiếp tục nữa hay không, hay là chỉ dừng lại một số MV này thôi. Và bên cạnh đó thì anh Hà Vũ Lưng cũng chia sẻ một chuyện liên quan đến Thành Mỹ và Bùm Bùm. Vì sao mà anh hai lại nhận hai đứa làm em và coi như người trong gia đình đó, thì chúng ta đều thấy rồi đó. Sau khi mà Thành Mỹ và Bùm Bùm, Thành nói gì Thành Mỹ đi, Thành Mỹ thì mẹ mất, ba mất rồi, thì đang sinh sống trong nhà của chị Hồng Loan. Còn Bùm Bùm thì đã có chồng và hiện tại đang mang bầu và sắp sanh rồi. Nhưng mà cách ra đó chừng hơn 2 tuần lễ nay thì chú Bảy Tiểu Linh, tức là ba ruột của Bùm Bùm, có lên trên Facebook livestream trước cộng đồng và tuyên bố sẽ từ Bùm Bùm và không nhận đứa cháu luôn. Thì qua đó thấy được là chú Bảy rất là một người cha tồi, một người cha không tốt đối với con. Mặc dù con mình thế nào đi nữa thì chẳng là con của mình, nó là con ruột của mình đó, thì không nhận con ruột mình mà lại đi nhận một cái thằng Hàn Quốc nào đó làm con, thì điều đó chứng tỏ chú là một người không còn gì để nói. Nhưng mình không dùng thể xúc phạm chú được, nhưng mà thôi, không còn gì để nói đến chú Bảy nữa. Thì hôm qua cũng có một số đoạn clip về chú, về chuyện mà chú gọi là tán gái đi, tán gái chat trên mạng, không biết nó có xỉn rượu hay là gì không, nhưng mà vẫn chắc lộ quá, chat nói chuyện những cái từ ngôn từ rất là khó nghe, những ngôn từ mà là khiếm nhã. Một số cộng đồng mạng khán giả khi mà đọc vào cái tin nhắn giữa chú và một cái người con gái gì đó chat đó, thì nghe rất là những cái từ ngữ rất là thô kệch, một cái từ ngữ khiêu gợi, khiêu khích một bên kia. Xin trở lại câu chuyện của anh hai Vũ Lân. Thì anh hai Vũ Lân khẳng định là lúc còn sống, ba tức là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn yêu thương và rất là yêu thương và yêu quý Hồng Loan. Nói chung là không có gì mà thấy ngăn cản được tình cảm thiêng liêng giữa cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hồng Loan được cả. Thì anh hai có chia sẻ như sau. Luôn biết chắc một điều là ba rất là thương Hồng Loan, và Hồng Loan sống rất là chân chất, không phải là con của một ông hoàng cải lương, mà Hồng Loan có một cái lối sống nó không tốt. Sau khi ba mất thì Hồng Loan lại rất là cô độc, phải nói là phải dùng từ cô độc, bởi vì em ấy nếu mà không có Luân thì không bao giờ dám ra biển lớn. Tuyết Tây Ba nuôi giúp em gái bảo vệ nhà tổ của gia đình. Luân sẽ hướng dẫn Hồng Loan phát triển kinh doanh thêm cái ngành nghề nào mà Hồng Loan thích, để Hồng Loan còn có thể giữ được cái ngôi nhà tổ đó, và Hồng Loan nuôi được 5 đứa con của mình lên tới đại học.
một dẫn dắt, nhưng Hồng Loan từ chối theo đuổi nghệ thuật. Em không muốn đi theo con đường nghệ thuật, bởi vì em biết cái chất giọng của em nó nằm ở vị trí nào. Bây giờ thì có thể là mọi người thương em, nhưng mà có thể sau này mọi người không còn thương em nữa. Hé lộ lý do nhận Bùm Bùm làm em ruột sau khi bị nghệ sĩ Tiểu Linh từ mặt. Luôn đơn giản, luôn nhận hai đứa em đó là tại vì luôn cảm thấy là hai đứa em nó cô đơn và nó cần mình cho nó một cái tinh thần, là luôn chỉ nghĩ vậy thôi. Ba cái sự tình của gia đình thì luôn hiểu và thông cảm và đứng bảo vệ, bởi vì sao? Bởi vì Hồng Loan là đứa con duy nhất của ba, và luôn là đứa con nuôi của ba thì luôn phải có trách nhiệm để bảo vệ em Loan, cũng như là giống như thay ba để mà che chở bảo vệ cho Hồng Loan. Vũ Luân khẳng định trước đây, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng rất yêu thương Hồng Loan vì cô là con gái duy nhất của ông. Tính cách hiền lành, chân chất vốn có ở Hồng Loan từ xưa và bây giờ vẫn không thay đổi. Luôn biết chắc một điều là ba rất là thương Hồng Loan, và Hồng Loan sống rất là chân chất, không phải là con của một ông hoàng cải lương, mà Hồng Loan có một cái lối sống nó không tốt. Nhưng mà thật sự luôn bất ngờ là sau khi em trưởng thành thì em lập gia đình, thì cũng có nhiều cái sự kiện trong gia đình, nhưng mà em vẫn là một người vợ tốt, là một người mẹ tốt. Nam nghệ sĩ quyết tâm giúp em gái bảo vệ căn nhà tổ của gia đình ở tại quận Phú Nhuận. Đồng thời, Vũ Luân cũng sẽ hỗ trợ Hồng Loan phát triển kinh doanh để ổn định cuộc sống. Những năm sắp tới, sau khi mà cái cuộc chiến gia tộc nó ngừng lại, thì lúc đó Luân sẽ hướng dẫn Hồng Loan phát triển kinh doanh thêm cái ngành nghề nào mà Hồng Loan thích, để Hồng Loan còn có thể giữ được cái ngôi nhà tổ đó, và Hồng Loan nuôi được 5 đứa con của mình lên tới đại học. Vũ Luân cũng muốn hướng dẫn Hồng Loan theo đuổi con đường nghệ thuật để nối nghiệp ba Vũ Linh, nhưng cô từ chối vì cảm thấy không phù hợp với bản thân. Sau khi mà Luân có trao đổi với Hồng Loan thì Hồng Loan nói là anh hai ơi, để em bán online để em kiếm tiền nuôi mấy đứa con là được rồi. Em không muốn đi theo con đường nghệ thuật, bởi vì em biết cái chất giọng của em nó nằm ở vị trí nào. Bây giờ thì có thể là mọi người thương em, nhưng mà có thể sau này mọi người không còn thương em nữa, nhưng mà vẫn giữ lại một cái chút xíu gì đó kỷ niệm đối với ba. Cho nên là em mới thực hiện một cái MV chung với lại anh Luân, nhận lời thực hiện chung cái MV với lại Vũ Luân. Đồng thời, Vũ Luân cũng hé lộ lý do muốn nhận Bùm Bùm và Thành Mỹ làm em ruột sau khi cả hai bị nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố cắt đứt mối quan hệ. Luân đơn giản, Luân nhận hai đứa em đó là tại vì Luân cảm thấy là hai đứa em nó cô đơn và nó cần mình cho nó một cái tinh thần, là Luân chỉ nghĩ vậy thôi. Và Luân nhận Thành Mỹ và cũng như Bùm Bùm là người em trong gia đình. Bất cứ lúc nào hai em nó cần Luân thì Luân sẵn sàng giúp hai em nó, cũng như là từng giúp Hồng Loan. Chúng ta vừa mới nghe những chia sẻ của anh hai Vũ Luân về Hồng Loan, cũng như cuộc sự nghiệp của Hồng Loan sau này, dì Bùm Bùm và Thành Mỹ. Thì qua đó chúng ta thấy anh hai Vũ Luân là một người rất là thương em, mặc dù có thể là không phải là máu mủ ruột gà gì hết, nhưng mà vì một cái tình thương, tình yêu, hoặc là vì một cái trách nhiệm của một người anh dành cho người em mà anh hai Vũ Luân đã yêu thương và yêu mến Hồng Loan đến như vậy. Và riêng về Bùm Bùm và Thành Mỹ, đó là vì một sự, cũng là một sự tình thương xuất phát từ đáy lòng của anh hai Vũ Luân nha cả nhà. Thì vừa rồi chúng ta có thấy một số MV của anh hai Vũ Luân và Hồng Loan đang được phát trên một kênh YouTube là Vũ Luân Entertainment, thì đạt được một số lượt view rất là cao cả nhà ha. Clip đầu thì đạt trên 3,2 triệu view tính từ điểm này cả nhà, còn clip sau thì hiện tại là đạt gần cả triệu view cả nhà ha. Thì vài bữa nó sẽ là 1 triệu view rồi. Nó thì mặc dù Hồng Loan không phải là một người nằm trong showbiz, không phải là một ca sĩ được rèn giũa một cách bài bản, nhưng mà qua cái bài hát giữa Hồng Loan và bài hát của anh hai Vũ Luân với Hồng Loan, thì chúng thấy được là tình cảm của khán giả luôn luôn yêu mến và yêu quý dành cho Hồng Loan, cũng như là dành cho cố nghệ sĩ Vũ Linh, nó những tình thương khi mà lúc mà nghệ sĩ còn sống. Thì
Tới đây thì mình xin cũng tạm dừng clip tại đây nha. Thì cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Thì có một số sự kiện mới mình sẽ cập nhật cả nhà, gửi cả nhà tại những video tiếp theo. Và bây giờ xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà.